Chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh các bạn ơi. Hôm nay thì mình đến quán cà phê của anh Vũ bạn. Trên huyện Trà Cú của tỉnh Trà Vinh bạn. Anh có như luôn số gốc mai. Mỗi gốc hiện có tuổi đời khoảng 70 năm bạn. Đặc biệt có nhiều gốc mình thấy bộ đế rất là đẹp. Giờ bắt đầu mình sẽ dẫn anh em vô tham quan cùng mình. Vị trí hiện tại của mình thì đang ở chợ Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh các bạn. Mình đến nhà anh Vũ bạn ơi. Anh có quán cà phê nè. Rồi anh có cho luôn số mai bạn. Bắt đầu mình vô tiến vô mình quay chi tiết cho các bạn xem. Anh em nào mà thấy hợp nhãn thì liên hệ trực tiếp với anh Vũ nữa các bạn. Anh có mai tàn rồi quế đâu bạn. Bắt đầu tiến vô từ từ vô cho các bạn xem. Đây là quán cà phê của anh các bạn. Anh em nào ở gần đây đến ủng hộ cho anh nha các bạn. Rồi, giờ bắt đầu mình dẫn các bạn đi tham quan cái vườn của anh Vũ nha các bạn. Đây là gốc đầu tiên. Gốc này mình thấy chiều cao nó khoảng trên 2 mét nha các bạn. Cái tàn ngang thì nó khoảng 2 mét rưỡi. Cây này cây thiên nhiên các bạn. Đứng từ xa mình thấy cái tàn đó các bạn. Có duyên lắm. Gốc này anh mới đem về anh rút tàn vô bạn ơi. Mình đi tất cả các mặt cho các bạn xem luôn. Gốc này anh trọng lắp đế các bạn. Đây này có đế, đi chung quanh đế cho bạn xem. Rồi, giờ mình vô mình đo cái số hoành cho các bạn xem. Đo mềm cái số hoành bao nhiêu anh? Gốc này mã số 1 nha các bạn. 75. Rồi, ok. Hoành 75 nha các bạn. Nó chỉ có một chỗ đo thôi. Này gốc số 1, anh em nhớ mã số nha. Có gì mình liên hệ với anh Vũ. Mình qua gốc số 2 nha các bạn. Này thấy khá đẹp bạn. À. Thân lắc luôn. Cái này anh gì anh sạc tàn hết các bạn ơi. Chiều cao thì nó khoảng 1m8 các bạn. Mấy chi cành rất lực lưỡng rồi. Có duyên bạn. Một thân một cốt luôn. Vị trí hiện tại của mình thì đang ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh nha các bạn. Này là vườn của anh Vũ. Anh giao lưu tổng cộng là 8 gốc các bạn. Còn mấy gốc phía sau mình thấy rất là đẹp. Anh em từ từ đón xem video của mình nha. Đây là bộ đế đây. Cái này có đế các bạn. Rồi bắt đầu giờ mình đo cái số hoành cho các bạn xem. Này đế đều luôn ha anh. Đều luôn. Này bạn. Anh em tới lại mà anh Vũ cho bạn ngồi đế thoải mái bạn. Được thì mình giao lưu. Bao nhiêu anh? 71. Anh đo cái thoát thân lên anh. Từ đây xuống dưới cái đế có khoảng nhiêu. Cho anh em xem. 94. Rồi ok anh ơi. Hoành 74 ha anh. 71. Góc này 71 các bạn. Mã số 2. Mình qua góc số 3 bạn ơi. Ngoài đam mê cây kiển thì anh Vũ cũng có quán cà phê rồi bạn. Anh em nào mà rảnh thì anh em đến uống cà phê rồi ngắm vườn mai của anh luôn các bạn ơi. Mình thấy vườn mai cũng rất là đẹp. Góc này thì mình thấy chiều cao từ xa nó thì nó khoảng trên 2m2 bạn. Cái tàn rất là đều. Tàn thì nó khoảng trên 2m rưỡi. Cái này thiên nhiên nguyên thủy các bạn ơi. Một thân một cốt luôn. Đó là mã số 3 các bạn.
Đây em đi xung quanh cái tàn cho các bạn xem. Xây tàn tương đối đều. Còn anh em nào mà muốn biết chi tiết giá cả hay là thông tin vườn ở đâu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với anh Vũ nha các bạn. Số điện thoại ảnh thì mình lúc nào mình cũng để trên tiêu đề á. Ảnh có một số gốc quế rồi bạn, xíu nữa mình quay, cho các bạn xem luôn. Đây. Rất là đẹp. Tiến dựng người đế cho bạn xem. Cái này đế bên kia có, mặt kia có không anh? Còn nữa không anh? Đế mặt hai bên, hai mặt. Mình sẽ đi chung quanh cấp đế cho bạn xem bạn. Đây, thấy đế đều các bạn, bên kia đều. Bên này cũng có ghế mà nằm sâu. Đây nè. Bộ đế này tương đối nha bạn. Rồi ok, anh đo em cái số hoành coi nhiêu anh. Mình thấy mặt bên đây đế này rất là đẹp. Bao nhiêu anh? 54 hay rồi. Anh đo xích trên này đây xíu đi, trên đây đây thôi. Mình đo nhiều chỗ cho các bạn xem cho nó rộng ngay các bạn. Rồi. 50. Rồi ok. Mình đo gần sát mặt đế là 54 các bạn. Ở trên thì nó 50. Rồi, bắt đầu bây giờ mình qua góc số 4 các bạn. Góc này mình thấy từ xa là rất lực lưỡng các bạn. Cái lô này của ảnh mới bứng về, ảnh sạc tàn hết các bạn. Tạo lại. Chiều cao thì nó khoảng trên 2 mét các bạn. Mấy chi cành nó lực rất lực. Tí nữa gần cho các bạn xem luôn. Đây. Lực lưỡng luôn. Tạo tàn tán lại. Đây là bộ đế các bạn. Đế hơi bị quái. Mình đế nó hơi chưa bạn, nó nắng nó hơi chói xíu. Rồi anh đo em số hoành coi nhiêu anh. Cái này anh biết bông mấy cánh không anh? Này 7 cánh, 9 cánh. 7 đến 9 ha. Bông bông lớn ha anh. 64. Rồi, rồi anh đo xin cái cổ này coi nhiêu anh. 48. Rồi anh đo thoát thân coi nhiêu anh. Đây xuống này. 40. Rồi ok anh ơi. Anh em nào mà thích gốc nào thì mình tốt nhất thì mình kết bạn Zalo với anh Vũ bạn. Xíu nữa mình để số điện thoại của anh Vũ trên tiêu đề đó, anh em kết bạn ảnh rồi mình chụp hình rồi mình gửi qua cho ảnh để anh báo giá các bạn nha các bạn. Đây là gốc số 5 nha các bạn. Gốc này nó chiều cao mà nó trên 2 mét các bạn ơi. Tàn tán thì ảnh đã sạc rồi, để về mình tạo tàn lại. Có nhánh này hơi quái. Đây, đây qua đây. Thân nó muốn vặn luôn rồi bạn. Thân xoắn vặn. Rồi anh đo em cái hoành coi nhiêu. 50. Gốc này bông mấy cánh anh? Rồi, 79 cánh. 79 cánh luôn ha. Hoành 58 à. 58 rồi bạn. Cái này mã số 5. Rồi bắt đầu mình qua cây số 6 các bạn ơi. Cây này thì chiều cao thì nó khoảng 2,5 m. Cái này như cục điện mà. Anh sạc anh tạo lại nè. Tạo tàn lại. Chưa có môi đế anh. Chưa luôn ha. Chưa, đế, này đế. Nguyên thủy luôn bạn, mới bứng về anh chưa môi luôn nè. Chỉ thấy ở trên thôi anh. Ừ. Đúng rồi. Ừ, trên chưa có. 51 hoành nha bạn. Trên 50. Rồi ok anh ơi. Mình đi chung quanh cho các bạn xem cái góc này luôn. Này gốc số 7 nha các bạn. Gốc này thì
nhậu các bạn, tay thành nhậu đây, các bạn cũng sạc tàn các bạn, tay cành nhậu, cây này rất là lâu rồi bạn, cây này chiều cao nó khoảng trên 2 mét rồi bạn, mấy tay cành nó cũng lớn rồi bạn. Đi chung quanh cho các bạn xem luôn. Đó là mã số 7 nha các bạn. Anh em nhớ mã số nha. Rồi anh đo em sức mạnh bao nhiêu anh? Rồi ok, Quỳnh 52 các bạn. Đo đó là chính xác luôn ạ. Anh em tới tham khảo và chịu dư đến dư thôi chứ không có thiếu đâu các bạn. Cái này anh biết cái bông mấy cánh không anh? Cái này cũng 7 đến 9 cánh. Rồi. Còn qua cây số 8 nha bạn. Cây này hơi bị đỉnh à. Chiều cao nó cũng khoảng trên 2 mét luôn các bạn. Mấy tay cành à, bắt rất là đều. Lúc này chắc cổ thụ mà. Mình thấy da nó xù xì chân nè. Lúc này biết khoảng nhiêu năm anh? Trên 80 năm. Gốc này cỡ 80 năm nha bạn. Rất là già rồi. Anh đo mèo số quành coi nhiêu anh? Cái này mình anh biết bông mấy cánh không anh? Bông dảo 7 đến 9 cánh luôn. Mà dảo ha. Bao nhiêu anh? 70. Rồi ok, anh đo lại cho em đây, thứ xíu đây rồi. Cho các bạn xem luôn cho nó kỹ xíu. Nghĩa mình đo hai vòng nha bạn, mình đo dưới sát mặt đế xíu rồi mình đo lên cái cổ luôn. 64. Rồi ok, 64 ở dưới là 73 hả? 70. Cái này mãi mà số 8 không ta? Số 8 không? Số 8 rồi các bạn. Bây giờ em qua cây mã số 9 nha các bạn. Cây này chiều cao nó cỡ 2 mét các bạn ơi. Mà anh chủ mới đem về anh sạc tàn hết rồi, tạo tàn lại. Cái này chưa mua đế luôn bạn, chưa thấy đế. Thấy được mấy rễ bạn, bây giờ nằm trên nè. Cốc này bông mấy cánh anh? 7 đến 9 cánh luôn. Nó có một cây rễ rất là quái rồi bạn. Nó quấn bình thần. Cái này mình đem về mình chưa mua đế rồi đúng không? Chưa. Này nằm lớp trên thôi bạn. Rồi anh đo em xúc hoành coi nhiêu anh? Cái này đo hơi khó à. Đo đây, đây cây này thôi. Rồi xong mình đo sát chứ luôn. 60. Rồi ok, đo đo hết cái chu quy luôn dưới luôn coi. À đúng rồi. Nhưng mà 79. Rồi ok. Nó trên đây thì 60 mà, dưới đây là gần 70. Ủa 79 chứ, gần 80. Nó có cái ghế mà. Cái quái bạn ơi. Mỗi cây mình có đặt nó, mình đọc nó số cho các bạn. Anh em nào mình ấy mình nhớ mã số bạn. Chiều cao này nó khoảng 1m9 các bạn. Đầy đủ đế đây.
để cũng tương đối nha các bạn. Nó có mấy cái cục nó làm như nó nu nu ra nè bạn. Đây. Cái này sùng các bạn. Sùng từ mặt đế lên luôn. Cái này bông mấy cánh anh? 7-9 cánh. Rồi anh đo em xuống hoành coi nhiêu anh. Rồi ok. Hoành 57 nha các bạn. Cái mai xù hoành 57.